về cho mình xin. Đi ra đi cái cần cái đó. Dạ. Lấy cái xin đăng lên. Hello mấy chị. Mấy chị chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Hello Phương Anh Phạm nha. Bữa nay em về nhiều cô nè mấy chị ơi. Nè mấy chị thấy em xinh không? Duyên dáng không? Hello Dương Trần. Mấy chị chỉ bị Tết tới đâu rồi? Dạ, bữa nay em về nhiều lắm, nhiều cô lắm. Ba mươi lăm mùa xuân rồi. Chia sẻ livestream 17 đây, chia sẻ đi. Hello chị. Chia sẻ lên chim 17 coi. Mọi người chia sẻ lên chim 17. Chia sẻ hả? Xe chim nào 17 coi. Vô không đông đi, tôi mới làm chuyện. Giữa tôi không làm chuyện đâu. Hello Bảo Trâm. Chia sẻ với 7 đây, chia sẻ nào. Nè mấy chị, cá lóc ba nắng nè mấy chị. Nè, hàng mới về nè. Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Một túi như là một ký nè. Nè, có hai loại nha, loại có ớt và không có ớt nha mấy chị. Có
chưa? Đó. Chiên, chiên đây nè, đây khô cá lóc ba nắng nhà 7 đây đó, khô cá lóc ba nắng 1 ký là 355.000 đó, túi này là túi nửa ký nha đó, có chị chưa, túi nửa ký đó. Đó mấy chị thấy chưa? Đó. Đây. Đó. Dạ dạ. Đó, sau đây em sẽ hướng dẫn quý vị nha. Đó, đây em sẽ hướng dẫn với chị nha. Đó, đây em. Đó. Dạ dạ. Hello chị Trang Trần. Hello chị yêu. Nè mấy chị ơi, bữa nay em làm đầu bếp tại quán bún đậu nha mấy chị. Đó. Mấy chị thấy chưa? Xôi vừa thôi. Đó, mấy chị thấy em không? Đó. Đó. Đó, dầu xôi nè. Nè mấy chị thấy chưa? Đó. Mấy chị thấy chưa? Đó. Cho nó xôi xíu nữa đi. Đó. 1 ký là 355.000 mấy chị, có một túi nửa ký và túi gói nửa ký và gói 1 ký, có loại không ớt và loại có ớt nha mấy chị. Đó đó mấy chị, chờ dầu sôi xíu nha, để em mở lên xíu, mở tay em dính luôn. Ê, khoan, để em làm cho. Rồi rồi nữa nha. Đó, thấy chưa, thấy mấy chị chưa? Đó, để xôi xíu. Hả? Nhiều dầu quá hả? Chút nè. Vớt bớt ra coi. Nhiều quá không? Chị chạy cái đưa hôi cái thối kìa. Vớt bớt ra. Đó. Nó sôi nè mấy chị ơi. Đó. Đó thấy chưa? Tăng lửa lên. Chưa nó chưa sôi. Rồi. Chị Trang ơi, chị thấy em đầu tư không chị? Chị thấy em có đầu tư không? Nè đó rồi, để em đầu tư chưa nè, hoa em chiên khô nè, đó chị thấy chưa, chị thấy chưa, em tăng lên 200 rồi chị ơi.
nè, chị thấy đầu tư chưa? Chị thấy có, chị có thấy cả nhà có thấy đầu tư chưa? Đó, đó mấy chị có thấy em đầu tư chưa? Đó nè mấy chị ơi, hả? Dạ đây, sau đây là hôm nay em sẽ hướng dẫn là món này miền Tây quê em nha. Món này là gắt bát cơm nha. Đó. À đó, nè. Ok chị ơi. Đó, mấy chị thấy chưa? Đó. Món này là đặc sản quê em nè, Kiên Giang Gạch Giá là quê em đặc sản nha. Đó, khô cái lóc ba nắng này mấy chị. Đó. Đó, mấy chị thấy chưa? Đó, em chiên nè, nè. Đó, một chút em trộn khô nè mấy chị. Đó. Đó mấy chị thấy chưa? Đó. Mà chị Trang ơi, chị thấy sao chị? Đó, chị thấy em làm chén nước sốt chưa? À đó. Đó, mấy chị thấy chưa? Đó. Đó mấy chị thấy chưa? Đó em chiên cho chị coi nè. Trong lúc em là chiên cá nha. Mấy chị xem làm gì nha. Đó. Nè chú lên chiên cá với chị coi em nè. Chào đồn Bảo Ân nha, xe lên chim 17 chưa Ân ơi? Ân ơi. Đó. Em sẽ gọt nè mấy chị ơi. Ba chị em xe lên chim nhìn em chưa? Đó. La giùm luôn, ăn giùm luôn. Dạ. Một cái bấm tên em về cho mấy chị em ơi. Thu Ngân bấm bill đi. Hai chai em ơi. Chờ xíu đi. Làm miếng cái. Đây. Mấy giờ ta? Chắc này mấy giờ ta? 4:30 chưa? Cả nhà có ai đó bụng chưa? Đó. Đó. Đó nè. Mấy chị thấy chưa? Trời ơi em xỉu à. Thơm chưa? Rồi đó. Ăn đi mấy chị ơi. Có mập ở bụng, có mập bụng thì nó liên hệ với em có bán trà giảm cân thì mấy chị đừng có lo. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Mỹ làm gì có xoài cóc? Ở dưới làm gì có xoài, Mỹ làm gì có xoài cóc tí vậy em vàng ơi. Chị Trang ơi, ở Mỹ chỉ có nè em, chị Trang. Chị Trang Trần. Ở Mỹ chỉ có nè ông nè. Ở Mỹ chị làm gì có xoài là kêu cóc non chị. Chị thấy không? Chị thấy chưa? Chị thua em chưa? Rồi này. Đó, chị thua em chưa? Trời ơi, má ơi. Nó chua nha. Ai nó ngọt nó thầu á. Chua cũng trái đáy. Ăn nửa cái cốc này hổng ra từ đủ khắp thay. Rồi mấy chị ơi, chết em luôn rồi mấy chị. Thơm bát ngát rồi. Đó. 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 Bây giờ tới đó mấy chị. Đó bắt đầu tới em nè. Đó. Đó bắt đầu nè ha. Mấy chị thấy chưa? Nữ công gia chánh nè. Đặng Thị Lệ Bảy nè. Nickname là Sa Thi Mạng nè. Đó. Rồi em bào mấy chị. Trời ơi. Đó. Mấy chị thấy chưa? Em thì không có giỏi gì chứ em thì không có giỏi gì chứ nấu nướng mà miền Tây là em là số 1. Quê em thì á mấy thứ này là nổi tiếng rồi. Cá lóc ba nắng nghe mấy chị, 355 ngàn một ký mấy chị ơi. Ăn anh bóc em nha mấy chị ơi. Đó. Đó. Cho hỏi chị Trang còn đó không? Còn. Chị Trang chẳng mình còn đó không chị? Chị ơi mình còn có không chị? Xác cái biển vô.
đẹp lắm chứ. Đó. Đó mấy chị thấy chưa nè. Trời ơi má ơi. Đó. Đây cô cá nhà bên em à chị ơi. Đó. Đó mấy chị thấy chưa. Em chỉ có chảy giùm em đi. Đó. Đó. Trên HTV9 là có cô gì Doãn Cẩm Vân. Ở bún đậu thì có cô Đặng Thị Lệ 7 nha. Sau đây cô sẽ dạy các em là món gỏi xoài khô cá lóc miền Tây. Đúng không chị? Liên hệ 4 số Zalo. Đây, search chỉ 4 số Zalo. HTV9, HTV7 có cô Doãn Thị Cẩm Vân, HTVD có cô Đặng Thị Lệ 7. Đó, thấy chưa? Hôm nay cô Đặng Thị Lệ 7 sẽ giới thiệu các em món nữ công gia chính của nhà cô. Sao bằng nhau? Sáng má cô bắt cô đi chợ nè, mua cá lóc về cô xẻ ra, cô rửa sạch sẽ, cô bóp muối và cô rửa chút xíu đường phèn cho con cá nó săn lại. Mà đặc biệt cô không bỏ hàng the đi nha mấy con. Rồi, hàng the độc chết nha. Đi không? Anh à, đi Mỹ hả chị? Đi được chị cha khách tức là mười mấy ký á. Dạ cơm đi được. Cơm theo bạn thôi, cơm được thì em sai, xin lỗi. Cô sai xin lỗi á. Để cô dọn cấp nhân dạy đó là ăn nè. Thấy chưa, mấy chị thấy chưa? Bây giờ bà có chửi. Bà có chửi, bà quýnh cũng đâu làm gì em. Chị Trang còn đó không chị? Còn phải không? Trời ơi, mấy chị ơi. Mấy chị thấy chưa? Nay cô dọn thì lè. Dọn thì lè 7 nè. Mấy chị thấy chưa? HTV1 không có, HTV2 không có, HTV9 không có và HTVD sẽ có. Mấy chị thấy chưa? Mấy chị thấy chưa? Nói chung là nấu nướng thì em là dạng chuyên nghiệp rồi. Ai mà cưới em về cũng đi ra được ok đó. Em chịu chuộng nấu nướng cho. Đúng rồi. Tối em trả bài cho. Mỗi tháng đưa 10 triệu được rồi. Đúng không? Đó mấy chị ơi, ok nè. Đó. Giờ em sẽ giao vào tay cho mấy chị em sạch khỏe nha. Sạch khỏe. Cho hai cái biển nó bằng nhau, có hiểu không? Thu nữa em, đúng rồi. Thu thế. Đó. Nhỏ lửa đi kèm xong cái. Nhỏ lửa. Trời ơi, quá ngon mấy chị ơi. Mấy chị em hồi cô khô về luôn mấy chị. Đó. Rồi, hết chưa? Nay chi một ký cá mực luôn mấy chị ơi. Dạ, cá mực 5.50. Nay giảm giá chị 10.000 còn 5.50 luôn. Đó. Mấy chị thấy chưa? Đó, cho nó gáo dầu nha. Bỏ đây. Đó. Chị quay cận giùm em chị, cận vô nè. Cận vô đây. Đó. Đó, mấy chị thấy chưa? Mấy chị thấy chưa? Đó. Hấp dẫn chưa chị? Đó. Chia sẻ lại chim giùm em chưa mấy chị ơi. Đó. Rồi. Bắt đầu nha, bắt đầu tới công đoạn quan trọng của em nha mấy chị. Đó. Đây. Đó, xài đi. Một bàn quay chén mắm chưa đó mấy chị. Đó đó mấy chị thấy chưa. Đây mức mắm chua ngọt miền Tây. Em thì miền Tây gạch giá thì em hơi ngọt đường xíu nha, còn ai mà không ấy thì ăn ít đường nha. Em là miền Tây em thích ăn ngọt. Bởi vì bác sĩ bỏ mới khám nó tiểu đường, nó bạc đâu có tin. Bây giờ mới tin. Mấy chị, bây giờ mới tin đấy mấy chị.
đó. Giờ công độ này công độ quan trọng nè, công độ này công độ múc qua ban nè, đó đó đó. Rồi mấy chị nè, mấy chị ơi, đó bây giờ xé khô này ra mấy chị, xé ra. Bây giờ nóng quá, nóng quá mấy chị. Ê, quay quay gì mấy camera sao được, phải chọn khô em. Ai quay trước luôn hả? Quay cái cam sao đang chọn khô đi. À, đúng rồi. Đó, quay sắc đây. Đó mấy chị, em sẽ xé khô ra đây mấy chị. Hơi nóng nha, nóng muốn chết vậy đó. Đó, đó mấy chị thấy chưa, xoài cao lên đó mấy chị thấy chưa. Em dậm xé ra đây, xoài đây, xoài em chuẩn bị sẵn đây, đây là xoài em chuẩn bị sẵn đây mấy chị. Đó mấy chị thấy chưa, xoài em bào mới chuẩn bị sẵn đây. Đó đó mấy chị thấy chưa, đó đậm cho khô vô nè. Đó mấy chị thấy làm sao, đó đó mấy chị thấy chưa, đó đó mấy chị múc ban được chưa, đó đó em thì thích ăn bự bự em xét rồi đó. Đó sau đó nè, thuốc này quan trọng nè, đó mấy chị nhìn hộ em nha, đó nè em gửi nghe, đó đó nè em gửi nha, đó đó mấy chị thấy chưa. Rồi quay vô cạnh không nè, nè mấy chị ơi, đó 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 chị thấy chưa, đó 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 mấy chị thấy chưa, đó rồi trộn lên đó. Đó mấy chị thấy chưa, đó sau đây nè, đó cho thấm gia vị vô, đó mấy chị thấy chưa, đó giờ em trộn lên nè, đó nè mấy chị thấy em có chuẩn bị sẵn mấy chị thấy chưa, đó đó nè, đó ăn em bóc đi nghe mấy chế ơi, đó thấy chưa, đó thấy chưa, ok chưa mấy chị, trời ơi má ơi hú hồn luôn, đó đó rồi quay cam trước. Cho chén không mấy chị, rồi thấy có đó mấy chị,
Mấy chị, mấy chị thấy em múc ban chưa? Lấy cái hộp đấy. Đưa tôi thả. Đó. Em tự chỉnh cái điện thoại sau lưng em để cho nó cùng với các cái biển đi, nó nhìn được cái biển tên số đi em. Dạ. Biển này này. Tự chỉnh đi, nhìn thấy cái điểm đi. Rồi. Đúng chưa? Rồi. Em xích màu bên trái. Rồi. Em xích màu bên trái. Anh tự nhìn cái đường đó là. Nè, anh chỉnh cho, anh chỉnh cho. Là cái biển bên này. Rồi ok. Dạ, ok. Nè mấy chị. Em làm rồi nè. Em mời mấy chị nghe. Đó, mấy chị thấy chưa? Mấy chị thấy chưa? Em mời mấy chế nghe. Đó. Trời ơi, em ăn miếng cái để chấm nó mắm chua ngọt các chị ơi, em thích mắm chua ngọt. Đó. Nè, em mời mấy chị nha. Đó. Cô cá lóc nè. Đó. Đó, chị thấy chưa? Chị Trang ơi, em mời chị Trang. Em mời chị Trang Khàng nha. Em mời chị nha. Em mời chị. Trời ơi. Nãy mua anh tóc em giùm em nha. Đó, nhà em nè. 4 số Zalo nha. Chị dùng duy nhất 4 số Zalo. Đó, mấy chị thấy chưa? Đó. Cá nè. Đó. Đó, mấy chị thấy chưa? Ha. Chắc mình muốn anh phải đầu tư cái Big Logo đây quá. Mấy người go nói chuyện mới ăn là chép chép mới ngon. Nói mấy chị biết rằng ơi, anh bắt em mà chị biết rằng em ăn cơm rắc nước quá à. Để em xin mời một tí nha. Đó, cho cái tẩy đi cái gì đó nè. Dạ. Ba nha. Em gửi tới em. Hết rồi. Nha. Nghe mấy chị. Mấy chị ơi. Em thì có sở thích là em ăn em cái gì chấm chứ. Chấm nè mấy chị, chấm nha. Cô cá lóc nè. Trời ơi. Quá trời. À, miếng gà chua. Mấy chị ơi, chết luôn á. À, chắc lên ký quá. Em mời chị nè. Thấy nha, mời chị. Chị Leo, chị Hoàng Quá ơi, nhắn tin em chị ơi. Cô có lắp nhà em là nhớ tiền mình ơi. 3 năm
355.000 một ký mấy chị ơi. Có túi nửa ký. Em đang ăn là loại là có ớt nha mấy chị. Dạ. Em đang ăn là loại có ớt mấy chị ơi. Nè. Em thì thích gì thế nào mấy chị? Nè. Dạ. Nè. Tóc non. Khô. 89. Nè mấy chị. Đó. Cái gì không? Em mình thích như vậy. Chấm chấm đó. Được biết. Đó. Đây là chén nước sốt em làm. Đó. Chị Minh Anh ơi, em có hai loại. Loại cây và loại không cây. Cái em ăn là loại có ớt. Có ớt. Cái em ăn là loại có ớt không chị? Đó. Chị Trang Trần ơi, em mời chị được không? Em mời chị một miếng tòa nha. Với miếng cô được không chị? Chị Trang ơi, em mời chị nha. Nha, mời chị nha. Xin mạn phép nha. Đó. Mấy chị thấy chưa? Xin mạn phép nha. Đó. Nè, khô nè. Đó. Mấy chị thấy chưa? Rồi mấy chị ơi, khô cá nhà em nè. Nhưng mà sao nữa? Dạ. Đây. Hả? Mấy chế thấy chưa? Khô cá lóc ba nắng nhà em nè mấy chế. Đó. Đó mấy chế thấy chưa? Dạ chị Vi Trần, em đang ăn là loại cây nha chị Vi Trần ơi. Em đang ăn là loại cây. Loại có ớt á, em có hai loại, loại có ớt và không có ớt. Loại em đang ăn là có ớt. Đó chị Vi Trần. Đó. Mấy chị ăn đi, mập thì liên hệ em, nhà em có trà giảm cân nữa. Yên tâm. Đó, mấy chị yên tâm. Đó. Đây là chế nước mắm thần thánh của em. Đó. Đó. Nè. Đó. Đó, mấy chị thấy chưa? Chèn đất ơi. Đó. Đó, khô cá lóc ba nắng nghe em mấy chế. Đặc biệt là làm từ cá tươi. Cá tươi rồi xong mà mua về rửa sạch sẽ mà phơi ba nắng nghe mấy chị. Chứ không phải như mấy cái cá thạm ấy ngoài chợ mà ngọt ngọt đâu. Bên em này hoàn toàn là cá tươi. Đó, mấy chế không? Về làm nè. Rửa xài giống em nè, mấy chế chưa? Đó. Đó, bây giờ em xin một tí nghe nha. Đó. Đó, mấy chị thấy chưa? Đó. Đó, mấy chị pha tỏi ớt nè. Em có để mắm mặn, chút đường. Đó. Đó. Em cảm ơn chị nha. Buông hộ khô lóc em đi. Đó. Dạ, đây là khô cá lóc nhà bên em nè chị ơi. Dạ, dạ đây nè. Đây là túi 1 kg. Dạ, đây là loại có ớt. Dạ, dạ. Dạ, cái này là bên em là túi 1 kg nè chị. Đây loại có ớt. Dạ, 1 kg là 355.000. Loại có ớt. Đây mấy chị. 1 3 nắng. Loại có ớt nha mấy chị. Mua anh bắt em. Đó. Đó đi.
đó mấy chị, đó 355.000 một ký mấy chị. Đây loại có ớt nè mấy chị, em có túi 1 ký. Dạ em có hai loại chị Hoàng Hoa ơi, loại có ớt và loại không có ớt. Cái này là có ớt là cây, còn loại kia là không có ớt là không cây nha chị. Có hai loại đó, đó đó nè mấy chị, đó em vô túi sẵn nha chị nè mấy chị. Túi là túi 1 ký nha mấy chị, túi 1 ký và có túi nửa ký nữa. Bởi vì mấy chị mua 1 ký vậy là em có sẵn một túi 1 ký, có túi nửa ký nữa. Này là có ớt nè, ba nắng đó mấy chị thấy không, em đóng phong vô túi nhà Tết á, gần Tết rồi mấy chị mua về á, mấy chị làm mồi nhậu được nè. Bên em có để cái gói là hút hút ẩm nè, bởi mấy chị mua mấy chị không sợ hư. Đây đây là túi nửa ký nha mấy chị, đó mấy chị thấy chất lượng chưa. Đây đây là túi 1 ký và đây là túi nửa ký đó. Cái này là loại không ớt nha mấy chị, đây là không ớt nha. Đó cái túi là túi nửa ký nè, 1 ký đó. Khô cá lóc đồng ba nắng thì bên em bán hàng đó, giờ mấy chị biết rồi đó. Cá tươi xong rồi về rồi phải cho nhân công á cắt ra rồi rửa muối rồi cắt xong rồi sạch sẽ rồi mới ướp gia vị rồi phơi lên cho mấy chị. Tết tới rồi mấy chị ơi, mình mua về mình làm quà cho bà con cũng được, rồi làm mồi nhậu cho anh cũng được đó. Đây 1 ký nè mấy chị, đó thấy chưa, đây là túi 1 ký nha, đây nửa ký. Mấy chị mua hàng á inbox giùm em nha, đó 4 số điện thoại sau lưng em nè, đó sếp chỉ dùng 4 số Zalo thôi nha mấy chị. Đó đây mấy chị về đó chị thấy chưa, nãy em chiên nè, sau em trộn gỏi nè, thấy không, thấy chưa, đó dạ em thấy rồi, mấy chị thấy em sao chị, đẹp chưa. Dạ đó nè mớm, nè còn có 68 ký à. Rồi tiếp theo nè, khô cá dứa nhà em đó mấy chị ơi, đây là khô cá dứa nhà em nha, em có hai loại luôn nha mấy chị. Dạ ok chị Hoàng Hoa ơi, chị Hoàng Hoa nhắn tin giúp em đi em, với chị Hoàng Hoa dạ em có hai loại nha, khô cá dứa baby và khô cá dứa đại nha mấy chị, có hai loại nha, dứa baby và dứa đại. Đây là dứa đại đây, dạ đây là dứa baby nè mấy chị ơi. Khô cá dứa đại là không có dứa biển đó mấy chị nè, mấy chị ơi
thổi chim nha. Nè chị ơi, đây nhà em nè có hai loại, đây là khô cá dứa baby, đây là khô cá dứa đại nha mấy chị. Khô cá dứa to, khô cá dứa đại là 600.000 một ký, khô cá dứa baby là 270 một ký. Đó. Em có nè, đây là khô cá dứa đại. Đây là khô cá dứa baby nè mấy chị. Em chỉ có bán túi 1 ký thôi nha, tại vì á nó không có túi nửa ký mấy chị ơi, túi 1 ký thôi mà. Khô cá dứa nè, để mai bố em rảnh đi, em sẽ bút ban cho mấy chị coi nữa. Nè, khô cá dứa này về mấy chị làm khô tiêu nè. Khô tiêu rồi xào chua ngọt, nấu nấu mẻ với chuối cây. Nấu mẻ với chuối cây mấy chị ăn đi ngon lắm ha. Mấy chị về kho tiêu nè, xào xào ớt chuông, là xào cái loại mà như là dạng chua ngọt với mấy chị. Rồi nấu canh chua cơm mẻ với rau muống đồng. Rau muống đồng mấy chị mua về mấy chị chẻ ra, bắp chuối cho mấy chị sắc miếng vừa ăn, nấu mẻ. Trời ơi mấy chị ơi, Tết tới rồi mấy chị mua không? Bố mời em đi mấy chị. Khô cá dứa baby nhà em là nhiêu tiền mình ơi? Khô cá dứa baby nhà mình ơi, 270. Khô cá dứa đại mình ơi, 600. Đó mấy chị thấy chưa? Đó chất lượng chưa? Mấy chị thấy chưa? Đó. Nè để em quay cận cho mấy chị coi nè. Đó. Đó, hàng tươi. Nè mấy chị thấy không? Lúc nào á khô nhà em á nó cũng có cái miếng này, miếng này gọi là chống chống ẩm nè. Nè nè. Cái đè logo nhà em nè. Còn á bên em nè có để cái miếng chống ẩm cho mình nè, bởi vì mấy chị để không bao giờ sợ hư. Đó. Đó, mấy chị mua thì inbox giúp em nha. Đó, số sau lưng em, 4 số Zalo đó mấy chị ơi. Dạ. Em chào Anna Hoàng nha, em chào Phương Linh. Dạ. Khô cá dứa đại và khô cá dứa baby. Đó. Mua inbox em nha mấy chị. Còn khô cá lóc gì nè, đó em có sẵn nè mấy chị ơi, túi nửa ký nè mấy chị. Đó mấy, bởi vì mấy chị cứ yên tâm nè. Đó mấy chị biết sao không, về cái ăn bình thường có cái hơi cay cay quá, hồi nãy em chiên hơi lố cay quá ăn nổi, cay quá thì cay rồi tùm lum mấy chân nè mấy chị biết không. Đây đây mấy chị ơi, khô cá sặc đại nhà em hình như là 1, 2, 3, 4, 5 con là 1 ký nha mấy chị. Đây cá sặc đại nha mấy chị, 5 con là 1 ký nha mấy chị. Đó đó, tết tới rồi mấy chị thấy chưa? Đó đó mấy chị thấy chưa? Đó em đóng túi sẵn 1 ký cho mấy chị này dễ nè. Đó 5 con là 1 ký, trọng lượng 5 con là 1 ký nha mấy chị. Cá sặc đại là 208. Cá sặc đại nhà em là 380 một ký nha mấy chị. Đó mấy chị thấy chất lượng chưa nè, mấy chị nhìn con cá nè, đây nè mấy chị, mấy chị thấy chưa? Đó 380.000 một túi là 1 ký luôn mấy chị, 5 con. Mấy chị làm gỏi xô, gỏi xoài, khô cá sặc, mấy chị chiên sơ ăn với cơm trắng cũng ngon. Mấy chị trộn với cốc cũng ok, cốc là mấy chị trộn cốc nè. Đó mua cốc này thứ em nè. Mấy chị trộn không? Khô cá tặc đại nha em. Em có hai loại, một loại là đại với một loại mini nè mấy chị. Đây là khô mini. Đó. Đó. Em có hai loại đó mấy chị.
đây là sạc đại 5 con 1 kg, giá 380. Đây là sạc mini, một túi là 150. Dạ đó, cái này là khô cái sạc đồng nha mấy chị. Đó mấy chị nào thích nhỏ này nè, ở dưới quê em gọi là, ở đây thì gọi là cá sạc baby, ở dưới quê em gọi là cá sạc bướm, bướm nhỏ, ở trên thành phố thì gọi là cá sạc baby, còn em thì gọi là cá sạc đồng, cá sạc nhỏ. Cái này về ha mấy chị á, chim sơ thôi, chim xương thôi là nó giòn lên là mấy chị ăn với cơm rồi đó. Đó đây là túi nửa ký nha mấy chị, 150. Đó nè, em coi cho mấy chị coi nè. Đó mua anh bóc em mấy chị, 0905644699 nha mấy chị, 4 cái Zalo đó mấy chị ơi. Đây con này là đại nha mấy chị nè, mấy chị nào thấy không bự chưa. Đó một túi là 5 con, mà một túi 5 con 1 ký nha mấy chị. Đó mấy chị mua hàng, mua ủng hộ giúp bảy đi, đó mua khô cá đi, mua inbox bảy nha, số Zalo đó mấy chị ơi. Sáu con 1 ký mấy chị ơi, em tính nhầm, cái này là túi này là 6 con 1 ký 380, đây là 6 con 1 ký khô cá sạc đại nha mấy chị, 380. Trọng lượng là 6 con 1 kg. Đây là cá sạc nhỏ. Tôi túi là nửa ký, 150 nha mấy chị. Mấy chị thấy chưa? Để em uống miếng nước cho mấy chị ơi. Khát nước quá. Ờ quên nữa, sẵn tiện em thông báo cho mấy chị nha, ai ăn thì ghé quán ăn đậu ủng hộ em nha. 102/26 Cống Quỳnh, quán em bán đến ngày 25 Tết. 25 Tết là sẽ nghỉ, hết 25 là tụi em sẽ nghỉ nha, bán hết ngày 25. Dạ chị, nhà em có cái dứa chị ơi. Trời ơi, đây cái dứa đâu. Đây nè chị ơi, em có cái dứa nè chị. Đây chị Thu Hường ơi, cá dứa em có hai loại, cá dứa baby và cá dứa đại chị Thu Hường ơi. Cái này là cá dứa baby nè chị Thu Hường. Cá dứa baby là 2270. Cá dứa đại á là cá dứa biển là 600. Dạ. Chị Thu. Dạ. Chị Thu Hường ơi, chị 1 ký là chị lấy loại nào chị? Chị lấy cá dứa đại hay là chị lấy cá dứa baby chị Thu Hường? Inbox em đi. Em đang cầm là cá dứa đại là 600. Đây là cá dứa baby 270. Đó mấy chị. Này chị Thu Hường, chị ăn loại nào chị ơi? Đây là cá dứa đại nha. Cá dứa đại và cá dứa baby. Nhẹ có hai loại. Đó. Chị mấy chị thấy chưa? Hai loại nè, đó. Ok chị yêu. Anh bóc giúp em ơi chị Thu Hường. Đó. Đó mấy chị thấy chưa? Hồi nãy nói tới đâu rồi ta? Là quán với em bún đậu là sẽ bán hết đến hết ngày 25 Tết. Và sau đó mùng 6 bên em khai trương trở lại bình thường. Nghe mấy chế. Còn tối nay là chủ nhật, mấy chế quán ủng hộ em nha. 102/26 Cống Quỳnh. Số điện thoại ship hàng 02838337309 0905644699. Dạ
Bà Điệp có hai loại đó, cá dứa đại với cá dứa baby. Cá dứa đại là ba, cá dứa baby là ba, cá dứa đại là 600, cá dứa baby là 270, nghe mấy chị. Đó, mấy chị hồi nãy mấy chị nhớ chiên khô là làm giống em thấy không? Nè, đó, mấy chị thấy chưa? Đó, rồi trộn vô thêm gỏi xài, nghe mấy chị. Cá dứa mấy chị trộn gỏi xài cũng được nha mấy chị. Cá dứa mấy chị chiên lên, chiên lửa vừa thôi là mấy chị trộn gỏi xài vẫn được giống em. Thấy không mấy chị không? Cá dứa mấy chị trộn gỏi xài cũng được nha mấy chị. Đó, xong rồi mấy chị thấy không? Tô cơm, lúc nào em cũng có tô cơm trắng trơn mấy chị. Em buồn buồn thì em uống lon bia. Mà đô của em nhà 23 lon. Đó. Xài. Xài với góc nồi mấy chị. Đó. Nó mấy chị phải chuẩn bị đồ giống như em nè, thấy không? Đó, ăn cốc cốc chua, quả chua mấy chị ơi. Đó, mời mấy chị. Cá lóc nhà em. Đó. Khô cá lóc nhà em anh chị. Cá lóc nè. Cái túi em, cầm là nửa ký. Nửa ký mấy chị ơi. Đó. Em cầm là nửa ký. Cái này là thông cây. Còn em ăn là cái lợi cây mấy chị. Em ăn là lợi cây. Nãy em trộn chí ơi gỏi xài với cốc. Đó. Nãy em ăn lợi cây. Mấy chế mua hàng inbox ủng hộ em nha. Mấy chế ơi, thôi em cứ về làm việc gì rồi, có ai mấy chế. Dạ. Nào. Dạ. Bây giờ cũng 5 giờ rồi. Tới giờ em làm việc rồi. Tối nay mới chế ghéo đậu ủng hộ em nha. 102 xẹt 26 Cống Quỳnh. Bây giờ em kết thúc live stream. Mới chế ăn gì thì inbox em nha. 4 số Zalo. Nha mới chế. Còn giờ em tạm biệt. Hẹn live sau.